quay một mụn ấy, không quay mặt ấy. À. Dạ, nên sợ thêm ra. Cô xem xí dạy, cô dạy đây cho xem xí Ừ, cho xem xí ha. cho biết thành phẩm của mình chứ. Dạ, đúng rồi. Như bông hoa ấy. Mụn lây như bông hoa nở. Quá đẹp luôn cô. Mua qua con làm cho. Rồi mở đau không mày? Dạ, cỡ tầm này chứ đâu 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 hơn nào. Xí con làm thử cho cô cục. Ok cô Hì. Đau quá mẹ ơi, trời trời khúc dưới đi Không. lẫn đau nè. Dạ, cái chỗ này ngang mắt này hơi đau. Cái trán Ý người là con làm thử cho cô một cục mụn kia, quen ta cái cái đầu nám màu hả, cái á. đầu màu Dạ. Rồi cô cái cảm chị. thấy nó như thế nào, cô về cô kiểm tra nè. Rồi cô thấy là nó đỡ đau hay nó ít đau rồi cô qua cô làm. Cô thấy nó hiệu quả là cô qua cô làm. Đó. Hiệu quả với Coi như lại làm biết đi được xong là chị là khuyến mãi cái đồ mồi nữa một cục. cho biết, Dạ. mà là cái đồ mồi nơi cái mặt cô là khoảng bao nhiêu tiền Chụp cũng nhiều ấy, thì nhưng bởi đó nhiều quá đây nè, chắc cả 5 xị thôi. năm xị hả? Dạ. Ta phải biết giá rồi ta về ta hô chứ. Thôi cô hô lên 1 triệu cũng được. Thôi tiểu không cho đâu mình. Để chờ một là hô 1 triệu, hai là hô mấy trăm thôi để thêm vô. Ừ thì bởi mình ví dụ như 500 thì mình về mình hốn 700 cũng được chứ, chứ mà hô hô 1 triệu thôi không cho mua. Cô này là ở đâu cô? Của bên bệnh phụ nữ á, Ủa răng cô biết con mà cô qua con đây. gái của ông làm À. rồi rồi cũng chuyện làm đó, chị chẳng biết cô đi làm cô ta, ta đau quá ta không làm đâu, Chú cô là phải làm. sợ đau quá tôi không làm, biểu tôi đi xăm môi mình cho thêm cho tiền người ta ăn đi, đừng có sẵn nữa. Không mà cô á không xăm màu cũng được, nhưng mà phải làm mấy cái đầu màu này, con nói thiệt luôn, tại vì cái đầu màu của cô nhiều quá. Mình nghiên cứu là cỡ 500 hả? Dạ cỡ năm năm Thôi trăm thôi, để nhưng mà tôi mới làm xong là máu me tà le cái mặt nha rưng nữa cô. hả? Dạ ở xưa mặt cô mày bảy mà không quá trời. Trên trán thế mà phải chịu đau giỏi hả? Ừ, trên trán là gì chịu được, còn dưới này nè, nãy mới mấy cái chỗ này mặn đã đau điếng rồi. Lấy gì cái kìm cái để mà bên cái tay này cho nó tiện chị, cho chị ít bông nước muối luôn. Trưa nay mọi người muốn ăn gì? Ăn mì quả không? Hay ăn cơm sườn? Nút à? Để chị nấu canh cho ăn thì nước thì nhiều dễ. Ăn mì tôm kìa, chế nước vô rồi xong đó, nước không đi liền. Anh căng sắc mà biết không, anh còn sợ ai mặc giáp quần căng sáu từ kỹ tháo rồi còn sáu ai chứ mấy. Nữa ngươi nằng nê đi đâu anh ngươi tờ mấy người này lúc mò không như mò đồ ấy.
hình tượng của họ không bao giờ bị xấu đi, cũng chỉ còn đẹp mọi lúc mọi nơi. Phải đẹp những kiểu đôi hình đẹp luôn á. Lỡ mà mình hơi xuyên xoa để thành lạc đôi hình thì không phải chừng gì. Để uống cà phê không, ăn đồ vách kiểu đó. Nam ai? Ai? Sao? Điều cà phê làm gì mang đồ vách? Mặc chứ, mà kể lộn là mặc chứ. Anh đừng là mặc vách hết. Vì mình làm sản phẩm mình đang phải mặc. Ý trời ơi. Quảng cáo sản phẩm đúng không? Lỡ người ăn cá sản phẩm của mình. Lỡ ai hỏi lần này? Đúng rồi, tôi là người may. Mua mặc là hỏi chứ. Hỏi là quảng cáo đi đó. Nên rất thì anh đang phải may nhiều cái cho nhiều người. Thì họ đi đâu có nhiều người đi. Họ ăn mặc mình ăn đủ ngày bộ. Đủ đẹp rồi. Vậy chứ, ngày thường thôi, ngày lạnh lạnh là mặc thôi. Chứ là nóng, mặc vết. Trong nóng ăn mặc nó mới nổi bật. Anh không hợp với lại áo lạnh. Áo lạnh đồ là anh mang không hợp mà nọ vết anh hợp vì mình quen rồi. Như anh người Hà Nội á. Lạnh chứ là anh mặc vết. Không, Hà Nội là lạnh hơn mặc vết. Lạnh là mặc vết. Mặc chặt cũng quen. Còn em mà cứ lại mặc áo mà không mặc. Không làm được. Không lại không mặc chứ. Chú, đại. Thì nhìn nhiều tóc ấy. Không đang đến mức độ nữa. Chân tóc. Quên đi xin là nhìn cái sản phẩm mình hơn. Không nhận sản phẩm mình luôn. Lố quá. Lố quá. Tôi bị mặc vest của Nam Mai đẹp sợ luôn á. Vinh thích này. Cái may với ông bộ này. Ông chị không thích. Chị không thích hết trơn. Sáng nay em kêu Hoàng mai em đồ vest thì họ phù hợp với Hoàng chị. Họ cũng biết tiệt hơn rồi. Hợp cho hai tay thôi. Mà may nhanh không anh Nam? Hả? May nhanh không? May cho hệ bộ. Vậy là chắc không. 3-4 ngày. Chị gì đâu đó chị biết rồi chứ. Đi chơi rồi mà đi dép là biết rồi. May cho anh mua à? Dạ em đi may tặng người yêu cũ á anh. Ý là sáng đi dọn đồ thấy cái bộ vest của ông á treo trong tủ á. Vết xanh đúng không? Dạ. Cái hộp, đi hộp. Mới chắc vừa mặc vừa không ta? Cái hộp phụ huynh thì vẫn mực. Đợt một cái em là ốt nè. Cho em nuôi thành heo. Em phụ béo. Hà nuôi heo. Cưỡng không cần, nó mắc nghĩ. Thiệt. Càng đẹp rồi cô ơi. Sáng lên cô ơi. Đâu. Chứ cái mũi cô cũng đen quá. Mỗi lần đi chơi mà mình xoảnh xoảnh mà không nhìn từ trên xuống dưới là y rằng quất đôi dép đi. À, thì đấy, tôi nói cái đôi dài ông Nam đẹp rồi đó, hồi hơi mai ông mang á. Chứ ông mang cái đôi chi mà tôi nói không phù hợp xí mô luôn, cười chết. Chứ đó là bình trước đi chơi là phải kiểm hàng. Cái đôi dài rõ à? Đôi dài sẽ đánh à? Ông mang đôi dài thể thao gì đó, nhìn gì ồn. Đôi dài tay mới đẹp luôn. Hồi nó mua đôi dài nó như cũng của Nam đúng không? Dạ tay à? Ừ. Mà tôi bị mặc dài kia chẳng để. Dài nó luôn đó. Dạ, dạ, nguyên bộ. Vì ông mang như rất đẹp mà. Ờ, mang tay thì đẹp, mà mang dài mà giờ đá là phải mặc cầm quần phải cao lên. Chứ mà cá mặc cũng gì thương, có bề lớn mà đâu được cái quần cao đâu. Đó, cho nên phải mặc đúng cách mình. Cái màu cũng đẹp, màu xanh xanh. Trời sao, vợ ông Phương thích cười quá đi. Mà vui mà. Giọng khóc với sợ tầm tã. Ờ. Mừng quá, à, để đông quá. Nè. Ông qua tự nhiên ông ôm, ông nói mình xong cái ông òa ra, ông ôm mình, ông khóc trời ơi. Thầy ôm chị khóc đầu tiên đó, xong rồi cái mọi người tưởng mua chuyện chi.
ổng ổng cảm xúc dâng trào rồi đang đó nước mắt gì mà chảy mà tao nói chảy như suối luôn, giống như cái vỡ thì à, chị đứa mày qua nhà chồng. À, với mày tôi là mẹ trời. Chầu không mời y là trăm người đi, trăm người luôn á. Trăm mấy người chứ. Sợ không chỗ ghế ngồi thì. Ừ. Mình vô thấy đông. Ai mà đi luôn á. Thế đẹp quá mà. Mà hơi mà ai hấu cùng đi phương đông ông không biết luôn. À. Ờ, năm qua qua thấy ông đi mua rồi. Ai làm gì là nhật và nhục đó.